và đang theo dõi bản tin thời sự trong ngày của đài CBN trên băng tầng 18.14. Và bây giờ Việt Hoàng sẽ trở lại với bản tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ là bản tin liên quan tới việc nổ súng tại căn cứ quân sự Florida, hung thủ chết và nhiều người bị thương. Cảnh sát quận hạt Escambia, tiểu bang Florida cho biết một tay súng đã bị bắn chết sau khi người này nổ súng, làm nhiều người bị thương vào sáng thứ Sáu, ngày 6 tháng 12 ở căn cứ không quân Pensacola thuộc Hải quân Mỹ. Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết về nguyên nhân, tuy nhiên các nguồn tin khác nhau cho biết có ít nhất 10 người được đưa đến bệnh viện để điều trị. Căn cứ Pensacola có hơn 16.000 quân nhân và 7.400 nhân viên dân sự. Đây là vụ nổ súng thứ hai tại một căn cứ Mỹ trong tuần. Trước đó, một thủy thủ Mỹ tại Trân Châu Cảng bắn ba công nhân tại nhà máy đóng tàu thuộc căn cứ hỗn hợp Trân Châu Cảng Hickam ở Honolulu chiều ngày 4 tháng 12. Hai nạn nhân thiệt mạng, một người khác bị thương. Thủy thủ chưa rõ danh tính tự sát sau vụ nổ súng. Và căn cứ Pensacola, được thành lập từ những năm 1820, là một trong những căn cứ lâu đời và nổi tiếng nhất của Hải quân Mỹ. Hạ viện soạn thảo nghị quyết luận tội Tổng thống Donald Trump. Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi cho biết bà đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Tư pháp soạn thảo nghị quyết luận tội Tổng thống Donald Trump vì không còn lựa chọn khác. Viện dẫn ý kiến cố vấn từ các chuyên gia pháp lý trong phiên điều trần vào hôm thứ tư. Chủ tịch Hạ viện cho rằng Tổng thống Trump đã vi phạm hiến pháp một cách nghiêm trọng khi lạm dụng quyền lực gây tổn hại an ninh quốc gia và gây nguy hiểm cho tính toàn vẹn các cuộc bầu cử. Phe dân chủ điều tra tổng thống Trump vì cho rằng ông đã dùng quỹ viện trợ Ukraine để gây áp lực buộc quốc gia này điều tra đối thủ chính trị là ông Joe Biden. Quỹ ban tình báo hạ viện vào hôm thứ ba công bố báo cáo luận tội dài 300 trang cho rằng bằng chứng về sự sai trái của tổng thống là rất mạnh mẽ. Trong khi đó, tòa bạch ốc và đảng Cộng hòa thì cho rằng các bằng chứng của đảng dân chủ hoàn toàn không được rõ ràng. Trong khi đó, Trung Quốc muốn Hoa Kỳ phải giảm thuế để đạt thỏa thuận thương mại. Bộ Thương mại Trung Quốc vào thứ Năm tái khẳng định rằng Hoa Kỳ phải hủy bỏ các khoản thuế nhập cản trước khi hai bên đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Phát ngôn viên cao phong của Bộ Thương mại Trung Quốc nói rằng, chúng tôi tin rằng nếu hai bên đạt được thỏa thuận giai đoạn 1, các lệnh đánh thuế nên được hạ thấp tương ứng. Ban đầu, thỏa thuận giai đoạn 1 giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã được cho là sẽ hoàn tất trong tháng 11 trước khi đợt thuế mới của Hoa Kỳ đánh lên 156 tỷ Mỹ Kim hàng Trung Quốc có hiệu lực vào ngày 15 tháng 12. Các phái đoàn thương mại vẫn đang thương lượng về các mối quan tâm cơ bản của hai bên, trong khi đó căng thẳng Hoa Kỳ-Trung tiếp tục gia tăng vì các vấn đề không liên quan đến thương mại như cuộc biểu tình ở Hồng Kông và tình trạng của người Hồi giáo Uyghurs khiến viễn cảnh về việc sớm đạt được thỏa thuận đang ngày càng trở nên mỏng manh kính thưa quý vị giám mục New York bị cáo buộc che giấu các vụ lạm dụng tình dục từ chức. Một giám mục ở tiểu bang New York, người hiện nay là tâm điểm của một cuộc khủng hoảng về lạm dụng tình dục, vừa từ chức vào hôm thứ tư sau khi biết được kết luận của một cuộc điều tra của tòa thánh Vatican. Đức giáo hoàng Francis chấp thuận đơn từ chức của giám mục Richard Malone ở Buffalo, New York và bổ nhiệm giám mục Albany Edward Schaffer -Benger cai quản giáo phận Buffalo cho đến khi bổ nhiệm giám mục mới. Ông Malone, 73 tuổi, từ chức 2 năm trước vào ngày nghỉ hưu bình thường của giám mục. Giám mục Malone bị cáo buộc đã che giấu hoặc giải quyết qua loa về hàng chục vụ trẻ em bị các linh mục trong giáo phận của ông ở miền Tây New York lạm dụng tình dục. Năm ngoái, một người đã tố giác trong văn phòng của ông công bố tài liệu cho đài WKBW ở địa phương cho thấy ông Malone giữ lại tên của nhiều linh mục trong danh sách văn phòng của ông công bố về các linh mục bị cáo buộc lạm dục tình dục. Và ông đã phủ nhận cáo buộc này. Kế hoạch của ứng cử viên tổng thống Biden sẽ tăng thuế từ những công ty Hoa Kỳ nộp ít thuế. Theo phát thảo kế hoạch nếu nắm giữ tòa Bạch Ốc, ứng cử viên tổng thống Joe Biden sẽ dùng thuế đánh trên người giàu có và các doanh nghiệp để trang trải cho 3.200 tỷ Mỹ Kim đầu tư vào hạ tầng giáo dục bậc cao và y tế. Bản thảo sẽ áp đặt phí tối thiểu mới lên những công ty báo cáo lợi nhuận trong sổ sách của họ, nhưng tìm cách nộp thuế ít hơn nhiều so với mức thuế chính thức. Một quy định có thể ảnh hưởng đến các công ty như công ty thương mại điện tử khổng lồ Amazon. Ban vận động của công Ban vận động của ông Biden ước tính thuế tối thiểu 15% đánh trên doanh thu của đa số các công ty báo cáo có lợi nhuận trong sổ sách của họ sẽ thu về 400 tỷ Mỹ Kim và số tiền này sẽ dùng cho khoản đầu tư 1.700 tỷ Mỹ Kim để chống khí hậu biến đổi và các dự án phát triển hạ tầng khác. Ông Biden cũng đề nghị 750 tỷ Mỹ Kim đầu tư vào y tế và con số tương tự cho giáo dục bậc cao, bằng các loại thuế khác chủ yếu dành cho người có thu nhập cao như thuế suất cao hơn với đối, đối với lợi nhuận vốn có và cổ tức của những người giàu có. Một bản tin Hoa Kỳ khác cho biết chính phủ Hoa Kỳ sẽ siết điều kiện việc làm 700.000 người sắp bị cắt tiền food stamp. Chính phủ Trump đang chuẩn bị siết chặt điều kiện về việc làm đối với những người nhận hỗ trợ thực phẩm của chính quyền liên bang và có thể khiến cho khoảng 700.000 người không còn đủ tiêu chuẩn để nhận được chương trình này vào giữa năm 2020. Vào ngày thứ Tư 4 tây tháng 12, chính phủ Trump cho biết đã hoàn tất một quy định mới giới hạn quyền lực của tiểu bang trong việc can thiệp vào những yêu cầu của liên bang trong chương trình hỗ trợ thực phẩm. Nhà hữu trách cho biết quy định mới vốn có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2020 sẽ giúp cho chính phủ tiết kiệm hàng tỷ mỹ kim và khuyến khích người dân đi tìm việc làm trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức thấp nhất trong vòng 50 năm qua. Quy định mới này là quy định đầu tiên có hiệu lực trong số nhiều đề nghị của chính phủ trăm nhằm giới hạn số người nhận chương trình hỗ trợ thực phẩm gọi tắt là SNAP, hiện đang giúp đỡ khoảng 36.4 triệu người. Xin quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam và cộng đồng nhanh chóng sau một vài thông tin bảo trợ cho đại.